Tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho hồn ma, khâu thiện siêu. Thôn Song Phiêu, làng Tam Nghĩa có một gia đình tín đồ, có người vợ cam sanh con không may bị chết. Gia đình nghèo khổ nên chỉ mời ba vị đạo sĩ đến niệm kinh làm công đức. Nhưng đạo sĩ vì đã nhận một pháp vị lớn cho một phú hộ, nên nhờ một vị sư huynh với ba người đến niệm kinh. Tại nơi hành lễ rất đơn giản, bố trí đặt tượng Phật, nghĩ rằng người chết gia cảnh nghèo khổ, chắc do tiên thiên không tốt, đời trước thiếu tu, vì vong linh mà tụng từ bi tam muội thủy sám. Đến 10 giờ tối thì kinh sám tụng xong, đến lúc sám tạ hồi hướng thì vị đạo sĩ từ nhà phú hộ trở về bảo rằng: các vị mệt nhọc rồi, kinh sám đã tụng xong, có thể về trước đi, một chút nữa tôi sẽ thay các vị để hồi hướng sám tạ. Chúng tôi nghe đạo sĩ nói vậy, biết là họ không cần mình nữa, ở lại cũng chẳng làm được gì, nên cáo biệt ra về. Còn chuyện về sau đạo sĩ làm gì thì chúng tôi không biết đến. Sau khi về nhà, nghĩ lại việc niệm kinh, thấy pháp vị này mình làm hình như chưa được viên mãn. Một ngày tâm huyết vì độ vong linh như chỉ làm qua loa, kết quả vẫn chưa đem công đức niệm kinh hồi hướng cho vong linh. Nhưng tóm lại thì việc cuối cùng là quyết đoán vẫn chưa được viên mãn, càng nghĩ càng buồn lòng, cảm thấy xấu hổ. Từ khi tụng kinh trở về, sang ngày thứ hai, tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, nghĩ rằng nếu không cảm mạo thì sao lại bị váng đầu. Hai ngày trôi qua, đầu vẫn đau lại, càng nghĩ sâu, có lẽ là có vấn đề gì. Nhóm đó hồi tưởng lại việc tụng kinh ở nhà người đàn bà câm, có thể lo công đức bị khuyết, người chết không siêu thoát. Do đó tôi ở trước tượng Bồ Tát Địa Tạng, chí tâm tụng kinh Địa Tạng một bộ, có thể là ba bộ bây giờ không nhớ rõ, hồi hướng cho sớm sanh tịnh độ. Nếu được như vậy, xin cho mộng thấy. Tối hôm đó nằm mơ một giấc mộng rất là rõ ràng, thấy đến một ngôi chùa trang nghiêm to lớn, có một vị ni sư đứng chờ ở bậc thang, thấy tôi liền đi đến, quỳ lại khiến tôi ngại quá, nên bước đến đỡ bà dậy, không cho đảnh lễ. Ni sư nói với tôi, nhờ tôi tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bà, nên bà được chuyển thế làm người, được kết duyên với Phật Pháp, được xuất gia thọ giới, chắc sau này sẽ chứng đạo quả. Tôi nghe xong vừa kinh ngạc vừa hoan hỷ, nghĩ rằng một người nghèo khổ lại bị câm, nhờ một bộ kinh siêu độ mà được như vậy, thì thật là Phật Pháp nhiệm màu vô biên vậy. Các vị thiện hữu, Phật Pháp ở thế gian cầu giác ngộ, lì thế gian tìm bồ đề, như tìm sừng thỏ thôi. Phật Pháp xuất hiện thế gian mục đích vì chúng sanh mà thi thiết, nên nếu rời bỏ chúng sanh thì chẳng có Phật Pháp để nói. Do đó trong sinh hoạt của chúng ta, đi đứng nằm ngồi, sự thế đều không lì Phật Pháp. Muốn độ chúng sanh phải phát tâm bồ đề, phát đại thệ nguyện mới có thể độ người. Trong xã hội hiện thực, ai ai cũng vì ngũ dục mà bôn ba, chẳng biết rằng trăm năm chỉ qua trong nháy mắt, thân này rồi sẽ thành tro bụi, cuối cùng chẳng có gì cả, hãy phá bình sẽ trở về thôi. Người có phước báo, có tài lực thì bố thí nhiều chứa ruộng phước nhiều. Người trong hội tụng niệm thì phát tâm lớn sám hối tiêu tai cho người, độ tận vong linh. Người hay niệm Phật thì niệm Phật nhiều để được nhất tâm bất loạn. Người hay giảng kinh điển thì lo việc hoằng pháp lợi sanh. Người thích văn học Phật Pháp thì thấm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Như thế mới làm cho xã hội thế giới sống một cách đại đồng, Phật Pháp mới hưng thịnh, nhân dân mới an lạc, nước nhà giàu có vững mạnh. Chúng ta là đệ tử Phật, tất cả mọi người hãy nỗ lực, mong thay. Chép lại từ tạp chí Quang Minh, số 14, ngày 25 tháng 10 năm 1976. Ha ha ha,